Hello các em, anh Oron và Gumi đã quay lại với bản tin Oron rồi đây. Gumi xin chào các bạn nha. Hôm nay, anh Oron và Gumi rất háo hức để gửi tới các em những thông tin cực hot tuần vừa rồi. Gumi ơi, em sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Ok, vậy mình bắt đầu thôi. BTS ra mắt game mobile mang tên BTS World. Có vẻ như các anh chàng này không ngừng làm các fan của mình vui sướng khi lần lượt mang đến nhiều điều bất ngờ. Và lần này đó chính là cho ra mắt tựa game BTS World trên điện thoại di động. Khi chơi game này, người chơi sẽ hóa thân thành quản lý của 7 chàng trai nhóm BTS và có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh độc quyền từ nhóm nhạc này. Game hiện tại đã phát hành toàn cầu trên cả hai nền tảng Android và iOS. Tuy nhiên, hơi buồn một chút là game BTS World hiện nay chưa hỗ trợ người chơi tại Việt Nam. Hy vọng chúng ta sẽ sớm được trải nghiệm tựa game hấp dẫn này nha. Sơn Tùng NTP chính thức công bố thời điểm comeback. Sau khi tung trailer cho Sky Tour 2019, ca sĩ Sơn Tùng NTP đã tung teaser cho ca khúc comeback của mình mang tên Hãy Trao Cho Anh. Và không để các Sky phải chờ đợi lâu hơn nữa, anh chàng ca sĩ đẹp trai đa tài này đã công bố chính thức thời điểm ra mắt Hãy Trao Cho Anh. Đó là vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sắp tới rồi các bạn ơi, sẵn sàng chờ đợi màn comeback bùng nổ này chứ nào các Sky ơi. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Tuần vừa qua chắc hẳn cũng là một tuần khá căng thẳng và quan trọng của các bạn sĩ tự tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2019 phải không nào? Dạo một vòng quanh mạng xã hội không khó để bắt gặp những thông tin về kỳ thi quan trọng này. Giờ thì các em có thể xả hơi rồi đó. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hãy tự hào về bản thân mình đi nha. You can do it and you did it. Cường Kido tung bản cover để Mỹ nói cho mà nghe khiến người xem té cửa. Các bạn có nhớ tuần trước thì anh Oran vừa giới thiệu với chúng mình bài hát Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe với một buổi tiệc ngữ văn siêu chỉ còn vui hơn nè. Ngay lập tức thì tuần này anh chàng lầy lội Cường Kido của chúng ta đã cho ra mắt parody ca khúc này. Tuy nhiên phần hình và phần tiếng thì có hơi thôi mấy bạn tự coi. Để mình nói mà nghe. Khu giải trí GB World Gigamon. Các em thường làm gì vào mỗi cuối tuần nhỉ? Nếu như chưa biết cùng hội bạn thân của mình khám phá đâu, anh Oron sẽ gợi ý cho các em một nơi khá thú vị mà anh vừa khám phá được nha. Đó chính là khu giải trí tương tác GB World tại trung tâm thương mại Gigamon. Dạo một vòng quanh khu này chắc chắn sẽ có ngay một bộ sưu tập hình sóng ảo lung linh lấp lánh lộng lẫy luôn đó nha. Ok, như vậy hôm nay Gumi và anh Orion đã điểm lại một số tin siêu hot của tuần qua rồi đó. Nếu như các bạn có thông tin nào hot hơn, comment dưới đây để Gumi và anh Orion biết nha. Các em cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh Orion để chờ đón những điều thú vị sắp tới nha. Thú vị lắm luôn đó. Còn bây giờ thì bye bye.